Xin chào các bạn. Trên tay mình đây là một cái chiếc cái Lược NoVa 2088 mẫu mới nhất của năm 2019. Thì nhà mình là về lô mới nên là bao bì và vỏ nào thì hôm nay mình sẽ bóc máy mình test cho các bạn xem. Đấy, test máy bóc máy cho các bạn xem. Đây là chiếc Lược NoVa. Thì nó có giật thẳng các bạn nha. NoVa 2088 mẫu mới. Đây. Thì đợt này tất cả các cái loại Nova mẫu mới 2088 này thì nó đều có cái nút on off như này. Như các bạn cắm điện thì nó có nút on là điện vào, sau đó là chúng ta dập là dập xù. Các bạn dập xù, còn các bạn muốn dập thẳng thì các bạn mạnh cái này lên thì đây nó là dập thẳng. Thì tất cả về cơ chế hoạt động của được này hôm nay mình quay một video nào này, video này để giới thiệu cho các bạn xem và mua hàng. Thì video trực tiếp mua hàng thì nó có sự tin tưởng hơn. Đấy, làm xoăn này, uốn uốn xoăn, thẳng này, đập thẳng này. Đó, đập thẳng này, này là dập dập xù đấy, xù. Các bạn nhớ ấn cái này, ấn mạnh tay nhá thì nó mới mở ra được, cực kỳ ấn mạnh tay vào thì nó mới chuyển ra được vì hàng mới. Chuyển, các bạn thấy chưa? Thì các bạn xem video các bạn mua hàng nó yên tâm hơn. Nên một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và mua sắm sản phẩm tại shop, xin cảm ơn. Và mọi thông số các bạn liên hệ theo số máy của mình nhé, 098 5758 156 Adrano. Đấy, có cái gì trao đổi thông tin các bạn Adrano. Rồi, xin cảm ơn các bạn.